Tiểu sử Tập Cận Bình hé lộ xuất thân, gia thế và hành trình trở thành Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Tập Cận Bình sinh ngày 15 tháng 6 năm 1953. Ông là một nhà chính trị gia người Trung Quốc. Ông hiện nay đang giữ chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ông Tập là nhà lãnh đạo tối cao, quan chức cao cấp nhất Trung Quốc kể từ năm 2012 cho đến nay. Ông chính thức nhận được danh hiệu nhà lãnh đạo hạt nhân từ Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2016. Ông Tập cũng là một thành viên của Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 17, 18, 19, 20 kể từ năm 2007. Ông Tập Cận Bình là con trai của đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc kỳ cựu Tập Trọng Huân. Ông tới trại lao động vùng nông thôn huyện Diên Xuyên ở tuổi thiếu niên sau khi cha của ông bị thanh lọc trong thời kỳ đại cách mạng văn hóa vô sản, và đã sống ở trong một hang động ở vùng nông thôn của làng Lương Gia Hà, nơi ông làm việc cho một bí thư đảng ủy. Sau khi học xong chương trình tại Đại học Thanh Hoa với tư cách là công nông minh học viên, ông Tập đã thăng tiến cấp bậc chính trị ở những tỉnh ven biển của Trung Quốc. Ông là người đứng đầu tỉnh Phúc Kiến từ năm 1999 đến năm 2002, đồng thời cũng là người đứng đầu của tỉnh Chiết Giang từ năm 2002 đến năm 2007. Sau vụ cách chức bí thư đảng ủy Thượng Hải Trần Lương Vũ, ông Tập Cận Bình đã được chuyển tới để thay thế ông này trong một nhiệm kỳ ngắn năm 2007. Ông Tập Cận Bình gia nhập Ban Thường vụ Bộ Chính trị và Bí thư Trung ương trong tháng 10 năm 2007. Sau đó, ông được chọn và dành 5 năm tiếp theo như là nhân vật kế tục chắc chắn của Chủ tịch Hồ Cập Đào. Tập Cận Bình là Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ năm 2008 đến năm 2013 và là Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương từ năm 2010 đến năm 2012. Ông Tập Cận Bình là thế hệ Tổng Bí thư đầu tiên được sinh ra sau thành lập của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Kể từ khi lên nắm quyền lực, ông Tập đã đưa ra những biện pháp mạnh để buộc đảng kỷ luật những quan chức phạm tội và để đảm bảo sự thống nhất nội bộ. Những chiến dịch chống tham nhũng của ông đã dẫn tới sự suy sụp của những người đương chức và đã nghỉ hưu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm những thành viên của Ủy ban Thường trực Bộ Chính trị. Là một người ủng hộ chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc, ông đã siết chặt những hạn chế trên mạng xã hội dân sự và nghị luận tư tưởng bằng việc tăng lên công tác kiểm duyệt và giám sát trên diện rộng, ủng hộ kiểm duyệt Internet ở Trung Quốc như một khái niệm của chủ quyền quốc gia trên Internet. Ông Tập Cận Bình cũng kêu gọi những cải cách kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa hơn nữa, cho việc quản trị theo luật pháp và cho việc củng cố những thể chế pháp lý, với một lần nhấn mạnh lên khát vọng của cá nhân và quốc gia dưới khẩu hiệu giấc mơ Trung Quốc. Tập Cận Bình cũng đấu tranh cho nhiều chính sách quốc tế kiên quyết, đặc biệt về mặt quan hệ Nhật Bản, Trung Quốc, tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc tại Biển Đông và vai trò của nước này như một nhà lãnh đạo ủng hộ của thương mại tự do và toàn cầu hóa. Ông cũng tìm cách mở rộng sự ảnh hưởng của Trung Quốc lên châu Phi và lục địa Á Âu thông qua sáng kiến Vành đai và Con đường. Với tư cách là nhân vật trung tâm của thế hệ lãnh đạo thứ 5 của đất nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ông Tập Cận Bình đã tập trung hóa đáng kể quyền lực thể chế bằng cách đảm nhiệm một loạt vị trí lãnh đạo rộng lớn, bao gồm Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia mới được thành lập, cũng như ban chỉ đạo mới lên cải cách xã hội và kinh tế, cấu trúc lại quân sự và hiện đại hóa quân sự, xây dựng thể chế chủ quyền Internet. Tư tưởng chính trị của Tập Cận Bình đã được đưa vào đảng và hiến pháp của quốc gia. Nhiệm kỳ của ông cũng được coi là sự trở lại của tinh thần sùng bái cá nhân và gỡ bỏ giới hạn nhiệm kỳ cho chức vụ Chủ tịch nước năm 2018. Ông Tập Cận Bình kết hôn với bà Kha Linh Linh, con gái út của Kha Hoa, nguyên là đại sứ Trung Quốc tại Anh vào đầu những năm 1980. Cuộc hôn nhân của Tập Cận Bình và Kha Linh Linh kéo dài 3 năm
và kết thúc vào năm 1982. Hai người được biết đến là suốt ngày cãi nhau hầu hết tất cả các ngày. Sau cuộc ly hôn, Kha Linh Linh chuyển đến Anh. Ngày 1 tháng 9 năm 1987, tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, ông Tập Cận Bình đã kết hôn lần hai với ca sĩ nhân gian nổi bật người Trung Quốc Bành Lệ Viên. Bà là một ca sĩ, thiếu tướng của lực lượng Văn công Giải phóng Quân đội Nhân dân Trung Quốc. Hai ông bà có một người con gái tên là Tập Minh Trạch, người đã tốt nghiệp Đại học Harvard vào năm 2015. Trong thời gian tại Harvard, cô đã dùng tên giả và đã học tâm lý học và tiếng Anh. Gia đình Tập Cận Bình có một ngôi nhà tại đồi Xuân Ngọc, một khu vườn và một khu vực nhà ở phía Tây Bắc của Bắc Kinh, chảy ngang qua trước Ủy ban Quân sự Trung ương. Ông Tập Cận Bình sinh ngày 15 tháng 6 năm 1953 tại Bắc Kinh. Ông là con trai của cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc Tập Trọng Huân và vợ là bà Tề Tâm. Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được Mao Trạch Đông thành lập vào năm 1949, cha của ông được giữ một loạt các chức vụ quan trọng, bao gồm trưởng ban tuyên truyền, phó thủ tướng và phó chủ tịch của Quốc hội Trung Quốc. Ông Tập đã đến học tại trường tiểu học 101 Bắc Kinh trong những thập kỷ 60. Sau đó, ông nảy sinh tình bạn thân thiết với Lưu Hạc, người sau này đã trở thành phó chủ tịch Trung Quốc và một cố vấn thân cận của ông Tập sau khi ông trở thành lãnh đạo tối cao của Trung Quốc. Tháng 5 năm 1966, cách mạng văn hóa đã làm gián đoạn thời gian việc học của ông Tập khi tất cả các lớp trung học bị ngừng để tập trung vào việc học sinh chỉ trích và chống lại những thầy giáo của họ. Một người chị của ông tên là Tập Hà Bình đã bị giết tại nhà ông trong một cuộc lục soát của Hồng Vệ Minh trẻ tuổi. Sau đó, mẹ của ông cũng bị ép để đầu tố công khai cha của ông là ông Tập Trọng Huân, sau đó bị đưa đi diễu hành trước đám đông với tư cách là một kẻ thù của cách mạng. Cha của ông sau đó đã bị đưa vào tù năm 1968 khi ông Tập Cận Bình mới 15 tuổi. Không có sự bảo vệ của cha, ông Tập đã bị gửi tới làm việc tại làng Lương Gia Hà, thị trấn Văn An, Diên Xuyên, Diên An, Thiểm Tây trong những năm 1969. Trong phong trào xuống nông thôn của Mao Trạch Đông, ông đã làm việc như bí thư đảng ủy của Lương Gia Hà. Tại đó, ông đã sống trong một hang động. Sau một vài tháng không thể cầm cự nổi cuộc sống ở nông thôn, ông đã trốn về Bắc Kinh và ông bị bắt trong một cuộc vây bắt những người đào ngũ từ nông thôn và được đưa tới tại một trại lao động để đào kênh mương. Sau khi bị từ chối 7 lần, ông Tập đã gia nhập phong trào Liên minh Cộng sản trẻ Trung Quốc năm 1971, một phong trào cộng sản dành cho người từ 14 tới 28 tuổi của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông đã được gặp lại cha mình vào năm 1972 nhờ Thủ tướng lúc đó là Chu Ân Lai cho phép. Từ năm 1973, ông đã ứng tuyển để gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc 10 lần và lần cuối cùng ông đã được chấp nhận trong năm 1974. Từ năm 1975 tới năm 1979, ông Tập Cận Bình đã học ngành công nghệ hóa học tại trường Đại học Thanh Hoa với tư cách là một công nông binh học viên. Các kỹ sư chuyên ngành đã dành khoảng 15% thời gian của họ để nghiên cứu về chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa Lenin, tư tưởng Mao Trạch Đông và 5% của họ làm việc đồng áng, học hỏi quân đội giải phóng nhân dân. Từ năm 1979 đến năm 1982, ông Tập phục vụ như một thư ký cho người từng là cấp dưới cha của ông tên là Cảnh Tiêu. Ông này sau này là phó chủ tịch và tổng thư ký Ủy ban Quân sự Trung ương. Điều đó đã làm cho ông Tập thu hồi được một số vài nền tảng kiến thức về quân sự. Năm 1982, ông được phái tới huyện Chính Định ở Hà Bắc làm phó bí thư của huyện Chính Định. Ông được bổ nhiệm năm 1983 cho chức vụ bí thư và trở thành quan chức hàng đầu của huyện Chính Định. Ông Tập sau đó phục vụ ở 4 tỉnh trong suốt sự nghiệp chính trị ở địa phương của mình, ở Hà Bắc từ năm 1982 đến năm 1985, ở Phúc Kiến từ năm 1985 đến năm 2002,
ở Chiết Giang từ năm 2002 đến năm 2007 và ở Thượng Hải là năm 2007. Ông Tập đã giữ những vị trí công tác trong Đảng bộ thành phố Phúc Châu và trở thành Chủ tịch Đảng bộ ở Phúc Châu vào năm 1990. Năm 1999, ông được bổ nhiệm làm thành viên dự khuyết của Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiệm kỳ thứ 15. Năm 1998 tới năm 2002, ông Tập đã học lý thuyết chủ nghĩa Marx và tư tưởng giáo dục tại Đại học Thanh Hoa. Ông đã tốt nghiệp tại trường đại học này với một bằng tiến sĩ luật và hệ tư tưởng vào năm 2002. Năm 1999, ông được bổ nhiệm làm phó chủ tịch của Phúc Châu. Sau đó, ông trở thành chủ tịch thành phố này một năm sau đó. Năm 2002, ông Tập Cận Bình rời Phúc Kiến và đảm nhiệm vị trí công tác chính trị ở tỉnh bên cạnh là tỉnh Chiết Giang. Ông cuối cùng đảm nhiệm vị trí bí thư đảng ủy tỉnh Chiết Giang sau nhiều tháng giữ chức quyền chủ tịch, chiếm một vị trí công tác cấp cao nhất trong tỉnh cho lần đầu tiên trong sự nghiệp chính trị của mình. Năm 2002, ông Tập đã được bầu vào một thành viên chính thức của Ủy ban Trung ương lần thứ 16, đánh dấu sự thăng tiến bước vào sân khấu chính trị quốc gia của mình. Sau sự cách chức của Bí thư Thượng Hải là ông Trần Lương Vũ vào tháng 9 năm 2006, cho một vụ bê bối quỹ an ninh xã hội, ông Tập đã được chuyển đến Thượng Hải vào tháng 3 năm 2007. Tại đó, ông đã làm bí thư đảng trong suốt 7 tháng. Ông Tập Cận Bình là ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 15, ủy viên chính thức Ủy ban Trung ương Đảng các khóa 16, 17, 18 và 19. Bắt đầu được bầu làm ủy viên Trung ương khi được bổ nhiệm làm tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Chiết Giang năm 2002. Vào tháng 10 năm 2007, tại đại hội lần thứ 17 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông được bầu làm ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, bí thư Ban Bí thư Trung ương và được phân công kiêm nhiệm hiệu trưởng trường Đảng Trung ương. Ngày 15 tháng 3 năm 2008, Tập Cận Bình đã được Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc bầu làm Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ngày 18 tháng 10 năm 2010, tại hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương lần thứ 5 khóa 17, Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh đã bầu ông Tập Cận Bình giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Đây là cơ quan chỉ đạo và quyết định mọi đường lối quân sự của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ngày 15 tháng 1 năm 2012, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 đã tiến hành phiên họp đầu tiên sau Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 18 và quyết định bầu ông làm Tổng Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 14 tháng 3 năm 2013, ông Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, kết thúc quá trình chuyển giao quyền lực ở quốc gia này. Ông Tập Cận Bình được cho là người ngưỡng mộ văn hóa truyền thống Trung Quốc. Vào tháng 9 năm 2017, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định rằng những triết lý chính trị của ông Tập, thường được gọi là tư tưởng Tập Cận Bình, sẽ trở thành một phần trong điều lệ đảng. Sách giáo khoa sử dụng trong các trường học Trung Quốc đã được sửa đổi để đưa tư tưởng Tập Cận Bình vào chương trình học. Sau khi tư tưởng này được chính thức hóa khi Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc bế mạc vào tháng 10 năm 2017. Đây được coi là một phần nhiệm vụ lịch sử của ngành giáo dục Trung Quốc trong thập niên 2020. Dưới thời Tập Cận Bình, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cảnh báo sự lan truyền của các tư tưởng du nhập từ phương Tây trong trường học và yêu cầu các trường đại học tuân thủ nghiêm túc các quy tắc về đảng, về công tác tư tưởng chính trị, không cho các tư tưởng du nhập từ phương Tây vào Trung Quốc. Sau khi lên nắm quyền, ông Tập Cận Bình đã cải tổ quân đội bằng cách thay đổi nhân sự Quân ủy Trung ương Trung Quốc, thay đổi lãnh đạo các chiến khu và các quân binh chủng, đồng thời tổ chức lại quân đội Trung Quốc theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp và hiện đại. Ngày 11 tháng 3 năm 2018,
Quốc hội Trung Quốc đã thông qua việc gỡ bỏ các giới hạn về nhiệm kỳ cho vị trí lãnh đạo chủ tịch nước, được cho là mở đường cho phép ông Tập Cận Bình duy trì chức vụ chủ tịch nước tới hết đời. Ông Tập Cận Bình trước và ngay sau năm 2013 đã nhanh chóng ra tay chiến dịch đả hổ, diệt ruồi, săn sói, quét muỗi nhằm chống tham nhũng không màng sống chết cá nhân. Đây là một tâm điểm trong sự nghiệp chính trị của ông. Trong 5 năm kể từ năm 2012 tới năm 2017, khoảng 1,34 triệu người, các quan chức cấp thấp đã bị trừng phạt trong nỗ lực chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình. Khoảng 200 quan chức từ cấp thứ trưởng trở lên bị bắt giữ. Trung Quốc cũng làm việc với các nước khác để truy lùng nghi phạm tham nhũng bỏ trốn ra nước ngoài trong chiến dịch lưới trời. Đến tháng 8 năm 2017, Trung Quốc đã bắt được 3.339 nghi phạm lẩn trốn tại hơn 90 nước và khu vực, trong đó 628 người là cựu quan chức cấp cao. Ông Tập Cận Bình hiện đang là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ông Tập là một nhà lãnh đạo tối cao, là một quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc kể từ năm 2013. Ông duy trì những chức vụ này đến nay là nhiệm kỳ thứ hai và chắc chắn ông sẽ giữ các chức vụ này cho đến hết đời, vì Trung Quốc đã sửa hiến pháp về thời gian tối đa giữ các chức vụ như Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Trung Quốc.